Thầy đã bao giờ cố gắng thay đổi mình một điều gì đó? Có chứ. Nếu như mình đã thích á thì mình phải cố gắng đến cùng. Nhưng nếu thái nhận ra những thứ đó vốn dĩ không phải thuộc về mình thì sao? Thì thái vẫn cố gắng đến cùng. Để nó lỡ như thất bại á thì mình không hối hận gì nữa. Anh có một điểm chung, thở cùng em một bầu không khí. Anh có tấm ảnh thiên thần, luôn được đặt gọn gàng trong ví. Thất bại là mẹ thành công, vì yêu em nên không nản lòng. Đơn phương chả dám thổ lộ, anh thật tài quá phải không? Em có tin vào anh, chờ bình minh ngày mai anh đến. Gói gọn ở trang cá nhân, một tiểu sử, hai cái tên. Em có giỏi toán không, ít hợp y là đường tiệm cận. Một cộng một bằng ngàn lời thương, gửi đến cô người yêu thiện lành. Nếu Mendel là cha đẻ của thí nghiệm đậu Hà Lan thì anh sẽ là người truyền lửa để không cho nụ hoa kia tàn. Một đời thương thì một đời nhớ, anh thương em thì anh vẫn chờ. Ngày em bước trên lễ đường, nắm tay em cùng chung nhịp thở. Anh không giỏi lời thương, thay vào đó là bằng hành động. Mai cho em chiếc áo ấm thích, chứ không hỏi em có lạnh không. Anh không thích nói suông về giấc mơ nhà cao cửa rộng, chỉ góp nhặt nỗi buồn từ em để chờ ngày em đến mở lòng. Anh thích em sao ngay từ đầu anh không nói? Đàn ông đàn ơi gì đâu mà nhát quá vậy? Anh thích em, anh thương em đấy. Nhưng anh muốn chứng minh bằng hành động và không tỏ tình em ngay. Tiếng yêu không phải lúc nào cũng dễ nói ra, bởi nó thiêng liêng lắm em à.